Việt Nam hiện có khoảng 250.000 nạn nhân chất độc da cam đang được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Tuy nhiên, cuộc sống của các nạn nhân chất độc da cam vẫn còn nhiều khó khăn. Nhằm nâng cao hiệu quả của việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, ngày 20 tháng 9, Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022. Trong 5 năm tới, hai bên sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giải quyết hậu quả chất độc hóa học, chế độ chính sách đối với người bị nhiễm chất độc hóa học, rà soát, thống kê đối tượng người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học, làm cơ sở xây dựng, sửa đổi chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Bộ Lao động Thương binh Xã hội sẽ hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho nạn nhân chất độc da cam, dioxin. Mở rộng hoạt động đối ngoại, tăng cường vận động nguồn lực và sự ủng hộ của quốc tế khắc phục hậu quả chất độc hóa học ở Việt Nam. Nhân dịp này, Hội Nạn nhân chất độc hóa học Dioxin đã trao tặng kỷ niệm chương vì nạn nhân chất độc da cam cho Bộ trưởng Đào Ngọc Dung.